Hello cả nhà, lên nhà gặp lên cô chú rồi nè. Xin chào cả nhà. Chúc mừng ngài ngài tạ ơn, lễ tạ ơn. Và cũng là Mỹ gọi là Thanksgiving. Thì đầu tiên là cảm ơn cảm ơn các cháu chị và mấy cháu đến đây chung vui. Dạ. Tạ ơn với cô chú. Cảm ơn con nhiều. Con cũng vậy lên luôn. Cảm ơn Lâm. Mình là tiếng Anh Happy Thanksgiving là xong. Đúng vậy. Anh Lâm đó nè. Happy Thanksgiving to all. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Giờ vô cái đi, Happy Thanksgiving. Okay. Mời chúc cả nhà nha. Chúc cả nhà Happy Thanksgiving. Dạ. Ông xã con, ông mẹ mẹ con gửi lời thăm cô chú, gửi lời thăm anh Lâm luôn. Cô chú cũng là thích xe hai với mẹ con. Gửi lời thăm chị với các cháu, với gia đình được vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, ấy là chị Linh gửi nguyên thùng lobster cho gia đình mình, em Lâm rồi luôn để ăn Thanksgiving. Cảm ơn cháu Linh. Là chị con xã em ở Đức á, chị Linh á. Giờ mình nấu rồi mình dọn đồ ra hả con ha? Ok. Giờ cứ mới mở ra nữa, giờ chụp cái hình nữa. Mực nha cả nhà. Mình còn đồ ăn nữa. Cái này gỏi thịt bò. Wow, chị Linh làm gỏi thịt bò ngon, hấp dẫn quá chị ơi. Mốt dạy em món này nha. Wow. Thấy mà xay thính nó hết pin rồi nha, cái thính nó nha. Để mình cắn cái giòn giòn hơn. Có là ngon rồi, ngon. Thịt bò. Bầu ngư với lại scallop. Đúng rồi. Dạ. Cái đó kêu bằng bầu ngư. Abalone hả? Đúng rồi. Không. Giờ dễ chờ sò nào là sò lan. Không biết. Lan và điệp. Tại tiếng Anh mà cũng dở, mà tiếng Việt cũng dở luôn đó. Là okay, em đó. Này, sò đẹp, bầu ngư, thịt bò. Gỏi thịt bò. Món này cực kỳ học cho Linh mới được. Mực, thịt bò gỏi Thái Lan. Cái này là tôm, cá hồi nha cả nhà. Kỳ này mình có sò điệp, kỳ tới rồi có sò lan. Đúng rồi, rau con lửa đẹp hơn rồi đẹp. Ít rồi sôi nóc. Rồi. Hello chị Linh. Hi. Chỗ này bạn Happy Thanksgiving everybody. Yes. Beautiful. I love your color dress. Chị đẹp quá hả? Mấy cái màu nó nổi lên đẹp lắm chị. Con mở lửa nha. Bới lửa đẳng có đem ra không? Chú có đem ra không? Ví dụ mà chú kia lên điện không ăn vô không chú? Điện lửa đang lên nãy giờ. Đang lửa nó nóng rồi, dễ lên. Trời nóng quá. Nóng như vừa nó nóng quá với cái cảnh. Cái ghế rồi sao? Bỏ nhiều vừa thôi, tự bỏ nhiều quá nó chảy xuống như này là hồi nó hết, nó bọt thêm, bỏ nhiều quá. Em qua đây ngồi hả? Ngồi đây. 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 Ng
đi ngồi đó cho nắng lắm á. Xích vô. Vô anh xích thiếp. Đi ngồi đây đi. Giờ bớt là ok. Có nhiều quá chạy xuống hết như thế này. Để nào chồng lâu khi để vô. Bỏ cái nào chạy xuống hết. Nó đúng ở bên kia, con lo bên kia đi. Từ từ cứ mở mà. Chưa thấy chưa mùa mặt nó lô nó đòn đòn xoay 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 xoay. Dạ, anh qua đi, anh qua anh kia cho. Đi qua đi. 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 Đi cái này có được con là cái gì con này được con lên làm bảy hai cái này cũng được. What's up, Chile? Can you pick it up? Oh yeah, yeah, hot spice. Lắp cho em xin cái chén của bánh gì không? Bây giờ cô lấy những cái chén nữa. Cô cần những thấm không? Nếu bạn có cần những thấm cho con. Nếu bạn có cần những thấm, thôi ra. Chắc chị bỏ những thấm trong đây luôn rồi. Nhá, nhá, nhá. Cháy da. Đúng rồi chứ. Đó, rồi xong rồi mình trở về cho cha đồ da nó chín chiếu đi. Cái này là bào ngư. Đúng rồi, bào ngư. Tự lý rồi. Mình trở qua chưa, bào ngư trở qua được rồi. Để lấy tiếng. Chưa đâu hả? Bào ngư thôi chứ quá nha. Bào ngư thôi chứ quá nha. Bào ngư thôi chứ quá nha. Đó, làm đúng. Chúng đừng nghĩ vậy đó. Đó, đúng là nó mềm mềm đó. Cảm ơn cảm ơn con và tới đây giúp đỡ với cô chú. Dạ. Cảm ơn cô xem. Dạ, ok. Cô chú. Ok, con. Cô kìa, con.
Đây là một con trai của chị đây. Đây là một con trai quan trọng. Quan trọng. Đây là con công tử Bạc Liêu của chú á. Công tử Bạc Liêu. Cái này gọi là cái gì? Lửa hả? Này gọi cô gọi là lửa hồng. Gọi kệ là seafood bên lửa hồng. Seafood bên lửa hồng. Để, thôi để nói lại nha. Bây giờ là hải sản bên lửa tiếng Mỹ gọi là seafood. Yeah. Ok. Đúng không? Vậy là đồng ý không? Lửa hồng tiếng Anh là sao? Lửa hồng á hả? Ờ bên in the fireplace. Hả? Cô cười, đó là bên hồng. Fire hả? Yeah. Cái này là dịch sát kém đó nghe. Dịch sát kém là hồi dịch chơi luôn nè. Gọi là pin. Mà cả nhà ăn với gia đình của Lê Lì nha. Hôm nay ngồi ngoài trời nắng. Từ từ như ăn gỏi á, thịt bò nha cả nhà. Không sao, đừng lo chú, con chú Hữu. Ok. Cô chú cũng phải vậy đó, lúc nào cũng vậy đó. Giờ Lâm tiếp, Lâm muốn đi tiếp trong nhà không hả? Người Thái, món nào kia chứ không biết. Những cái nước láng giềng họ có ăn những cái món gì của nước Việt mình nó à cái món này của Việt Nam họ làm trước không? Phở. Có chứ. Phở thơm bánh mì chả giò. Có chứ. Có chứ. Con nên nhớ rằng á, khi mà mình ăn mình không cần có nước gì mà kêu là ăn ngon á, ai cũng muốn mình làm được như vậy. Bữa chú biết là mỗi người ta làm TikTok có cái cậu năm nay thì thầy nói cho hiểu cái cậu người da đen ở kế bên nhà có chú người Việt này, mà chú người Việt này tốt bụng nấu cái gì cũng bưng qua giờ cậu này người da đen cũng mê món phở của người Việt mình lắm. Cậu tự ở nhà cậu nấu, bạn Mỹ của cậu tớ, cậu tự nấu phở mời bạn Mỹ cậu ha. Hay không? Một gia đình khách, một gia đình mà cô chú biết cũng là vậy. Dạ. Cái cậu người Việt này phải học, phải học. Cái cậu người Việt này cậu ở kế bên cái neighbor người da đen. Rồi xong cái mỗi lần cậu như giống con này, mình cơm hay là phở, hủ tiếu mình có bưng cho hàng xóm ăn biết cho cậu thích phở. Mốt ba mẹ bà con tới còn nó phở đẩy ăn hết. Thấy vậy. Dạ nhưng mà khi mà con tập họ rồi mấy giờ hả? Tìm con hoài. Thấy vậy. Thấy vậy. Tìm con hoài. Không, cái mình thấy là cái cậu này có chịu enjoy. Không, nhưng mà cái nói đó là nó làm. Phải làm, đó, đúng, đúng vậy. Đã làm cho cái nơi rồi. Đúng vậy. Đúng như là người Á Đông mình tới mình cứ dùng đó. Không. Cái gì đó bỏ cái nướng luôn em ơi. Thằng Sơn cái nhà mà bữa mới bán con nấu mua cà ri, con nấu chả giò, con nấu hủ tiếu phở con bưng hết mà người ta phải ăn được y xin mình lắm nha. Dạ mà cái cậu đó hả, cậu người Dominican, vợ cậu thì người Spanish. Bữa nay có game hả chú? Yeah. Yeah, okay. Happy Thanksgiving. Yeah, happy Thanksgiving các cháu. Dạ, con cảm ơn chú, con. Thank you. Dạ, con nói là hôm qua trời mưa, ước gì hôm nay trời đừng mưa. Trời đừng mưa. Rồi, đây, hôm qua con thay coi nhà con trời mưa ngày chú. Con nói ước gì hôm nay đừng trời mưa. Dạ, lại trời đừng mưa hả? Ước được nghe chùi đó không?
hiểu không? Nhưng mà Long nó lại kèm luôn. Một cái ước si, một cái ước si. Thế là một cái ước ác, một cái là ước ao. Ước ao, ok, ước ao. Cái ước ác, cái ước ao, rồi mà chết. Chú hả? Chú hả? Chú. Ồ, nghe thằng Lâm khỏi lạc mô, không có lạc mô. Nghe thằng Lâm nói có uống không có lạc mô, cái này không có lạc mô. Uống đủ sai rồi. Ồ, mẹ. Bữa nãy con nói chú phải chú. Chị Linh ăn cái gì? Tội nghiệp cô. Đừng ăn nha, con đi. Ngồi ăn. Không, cô đừng có lo cô chú. Cô chú vui. À, vui thấy tụi con ăn là vui rồi. Anh vui, stop from here nha. Ok, giờ tắt chưa? Dạ, rồi mình sẽ tắt thăm, không? Thăm bác. Mình sẽ thăm ok, tắt. Nghe anh lại. Vô, cô chú. Mời cô chú mạnh lắm. Vô. Dạ, dạ. Vô thế nào? Chú mới đi. Chú làm cái mới. Chú mới rồi. Chú mới vậy? Chú đi vậy, Lily còn một mồi, cô với Lâm cái con, chưa có cái nhà lâu quá nó mới lên thăm cô chú nha. Dạ. Vậy như là xin nói tới bút kỳ để ăn hết bút kỳ rồi đâu. Ờ, bây giờ dạ. Lên đi làm bàn. Tự động hả? Lên đi con lập con. Thank you, thank you. Làm đừng. Sợ đây hả sát? Vì đừng có đụng tới đi nhỏ là. Chưa tiếng mà. Con mời cô chú, mời anh Lâm, chị Linh. Yeah. Uống bồ quế con nha. Mời cả nhà. Uống bồ quế của Lily nấu à. Dạ. Dạ nó cô, chị Linh ở bên Đức mời cả nhà mình ăn tôm hùm với em chị nấu món này được thôi, bún bồ quế lần đầu tiên. Cái này là tôm hùm này là của chị Linh ở Đức gửi cho gia đình mình. Chồng của Lily. Dạ. Đó. Ăn thử đi chị. Mời cả nhà. Ờ cô cảm ơn Châu Linh. Cũng bỏ thế trước. Đúng lắm. Lắm gửi thùng tôm hùm đúng cho gia đình mình ăn lễ. Thanksgiving chú. Đúng dịp lễ Thanksgiving, cảm ơn Linh. Dạ con cảm ơn cô chú. Cảm ơn Linh nhiều nha. Chú ăn thử cái nước lèo của con dừa chú. Chú có chanh ớt nè, chị Linh rồi nè. Ok, chanh ớt. Rồi, excellent. Đúng lắm. Yeah, very good. Oh, first cooking, first time. Nè, nè. Cần cái gì? Chụp cái này. Yeah. Như đủ rồi, cũng mong quá cầm kìa. Rau muống nè, có rau thơm đây nha. Để đủ rồi, yeah, đầy đủ hết. Rau muống rồi. Dưới dưới, cô lấy cho con salad rồi. Rồi cái gì đây? Bắp chuối. Bắp chuối, đúng vậy, bắp chuối. Có rau muống bào nha. Cô lấy cho mọi đứa một. Rồi giá. Dạ, 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 con không có. Dạ, không sao cô để ăn xong lấy cô không sao. Cô mời con, tự nhiên các cậu mời cô chú. Mời chị. Mời tụi con, ok tự nhiên nha. Ok em để bên. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ok. Có ớt với chanh Lâm bỏ vô chưa? Cô chú bỏ ớt chanh. Chú bỏ chanh vô rồi, ớt đủ cay. Cái nào thì uống bồ thấy đủ cay rồi. Cảm ơn chú, con thích ăn này. Có rau không chị không? Đúng rồi. Chị vô. Ồ, chị qua cho anh Lâm. Ừ. Được không? Cảm ơn, cho anh đây nè con. Cảm ơn. Ừ. Để anh đi tự xa quá, anh có nặng chân cho em. Ừ. Trong bữa thèm muốn ra nhà hàng Lương Lan ăn nó dở hơn nó coi em chọn cái gì tính nó buồn quế mà nó bị ảnh đây chứ nó dở. Hương Lan, Hương Lan ở đâu? Hương gì đó, Chrome nồng mình chứ. Gần bên Tiến Hưng gì đó. Dơ dơ gần em chợt Tiến Hưng. Hương Lan. Hương Lan là Hương Diễm không? Bắp phở với bún bò quế không? Hai cái à? Mà không... không ngon. Dạ, cái giọng hôm bữa mẹ em với anh Lâm với đi giờ trời về em với mẹ anh mẹ em với anh Lâm đi ăn á. Chợ nó không được. Ừ, muối ớt cho chú. Nhưng mà con ra ăn thử là chắc không có ưa đâu. Cay okay, hả? Sorry nha. Ớt con Lâm cho nó bốc vô luôn. Thôi sorry chú. Lâm ớt con cho con biết nó cay quá, con mới ăn cho em ăn rồi về đâu không biết không ngọt lắm. Biết là nó. Mời cả nhà. Con mới ăn cho em ăn. Chẳng hạn như cô xài đường, cô xài muỗng đường mà nó không ngọt. Cô ăn không nổi, con dám cho em.
rút con kia có con ớt cũng con ăn chút xíu nhiều lắm được cái gì lấy không chú có ngon ngon ăn tiên nấu cũng được ha quá ngon có gì không hôm nay em thiếu khoai ớt rồi. À, nấu chung với khoai cô cho nó ngọt thêm á hả? Nhưng mà em thiếu cái món đó. Dữ vậy? Lúc này chợ, nhớ mọi người chợ về quấn xin. Nếu mà em biết, em biết. Nhưng lúc sau này em không biết trước là thấy có. Ở Việt Nam bây giờ không biết đi về bệnh ăn. Có tiệm nào bán to lớn như vậy không? Cái giờ bảy có giờ có nè. Cái to ở cái nó lên cái tầng lầu ăn chọc trời. Mấy cái nhà hàng không nói chứ chọc trời. Mấy cái quán nhỏ nhỏ mà có lên đi tầng lớn rồi, như đi ra như cái bà vợ ngang đó. Dạ đi ngang đi lên đó ăn lầu đó. Không, rất là lịch sự. Một mình ăn rất tôi bỏ cho nó ăn không hết. Em với Ngăn là phải chia ra mỗi người một nửa nhưng mà người ta rất là sợ cô, người ta chia sẵn ở trong nhà bếp đi, người ta đem ra người ta chỉ để cái nước lèo trong phở trong cái bình hấp hấp vậy dễ rất là lịch sự. Một mình em ăn một phần không hết bảo đảm không không có còn video nữa. Nhà con thấy họ sơ được rất là nice. Hình ảnh có view đẹp, view đẹp. Em chỉ có dịp Việt Nam lên từ đó có làm có làm cái store đó thấy hay không? Không có bán chắc không phải cho mình ngồi đóng góp rồi. Con chưa biết con chưa đi chỗ mình. Con thấy cũng là chưa biết chỗ mình chứ. Con này là người miền núi của mình là mù mù. Tự nghiệp của con không? Tới bây giờ cũng hả? Tự nhiên Facebook lên cái YouTube. Đủ cơm, đủ mọi cái đài tài á. Bởi vì em muốn nấu món gì á, em bấm vô YouTube, học trên YouTube bị la hoài. Dạ, miếng món chân gà hoài. Cô là năm của YouTube. Cho chồng em trả lời vậy, chồng em vô trả lời vậy. Nói thích mình thích món nào mình làm món đó. Bạn ơi, cô yểm trợ YouTube không? Cô hoài có nên con sao không? Con đúng chứ? Ngon. Nhưng bữa giờ hơi cay. Bữa mình đăng cái video mà em bận áo trắng quần short á, nó ốm từ quần là có thể biết cái cô nào có gọi mà đắt kho, không có cho xấu đó. Why you pretend you skinny? Em nghe mà em giận quá em cúp điện thoại luôn. Rồi, nếu mà skinny mà bỏ ten được mà sao mình mà bỏ ten chuyện là có thiệt mình không nhìn được để xem lưỡi bỏ lại cho mình biết nhỉ. Còn mọi người đẹp người Việt hả? Người Việt hỏi gì nhiều lắm. Em nghe tới đó mình cứ bình thường luôn. Con Linh Lâm dạ trả lời cô khách ha. Lily để trong nhà biết nó cũng để đây còn một nồi nước lèo để bữa các cô chú ăn. Còn nồi nước lèo muốn buồn trời trời khách như này nhà con vừa hay cô đức béo lấy đâu ra vậy hả? Đức béo lấy đâu ra? Con luộc xương tỷ lấy đâu ra? Con mua xương bò, chú nấu xương bò sẽ ra cái đó. Con luộc xưa chú mua xương bò rồi con mua cái thịt gì mà có găm bên giữa con bỏ vô luộc luôn cái gì cục cục á thịt bò bắp ở bò hả? Con ơi có chả luộc dạ có con bỏ cho luộc hết mọi người mà có thêm có thêm còn bên nhiêu nè có giờ mẹ con cái nào con bỏ đi con để con chờ con chú với con tin rồi ăn cái thấy cái tô nước này là có khác cái gì không. Hôm nay con lần đầu tiên con liêm con chỉ thấy người ta liêm. Ok Phan nói giờ để hỏi Lâm coi có thấy gì khác lạ. Ok con biết con nói rồi hả không biết cái gì khác lạ không biết thấy gọi là không biết luôn chị Linh chị cũng vậy chị theo không biết cô
chú không món ruốc, dạ con có món ruốc, con không có bột hạt, bột món đó. Khoan khoan, để hỏi trong chua rồi mới trả lời chứ. Chưa trả lời đâu, có trả lời. Rồi con nói cô về à, về 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 về. Chưa quyết. Không không không, có cái này đó. Đúng vậy. Em đi chợ cái chỗ gần nhà em á, cái chợ người Tàu chị chú chị nó không có quyết. Nó có mà anh để trong freezer, em nói nồi. Ăn freezer đó. Đúng vậy. Em nói em chạy mua cái này là chạy mua không. Không. Đúng vậy. Là chú. Ok. Nhưng mà ngon. Mông ruốc. Đúng. Có mông ruốc. Ừ có luôn. Đúng. Rồi gì nữa? Gì nữa? Con muôn bỏ hai apple. Ờ cái đó. Ờ đó cần đâu hả? Đâu cần đâu. À mà hồi đó giờ cũng không biết rồi mà. Nó cũng không biết mà bỏ cái trong YouTube lo để YouTube để bỏ món đó qua. Nhưng mà chồng con nói là không có không sao ăn thua mình nghiêm niếm. Đúng vậy, già tôi gì ra. Muốn nào muốn có phá bò. Anh bởi vì thương chồng tôi nhất. Giờ muốn nào phá bò. Dạ không con muốn. Đúng rồi giờ dẹp phá bò đừng nô. Ồ. Ờ, hồi đó giờ. Nãy giờ thâu luôn. Được giờ thâu hả? Không biết thâu. Mới nãy giờ mới thâu. Mới. Bây giờ là chồng con nói là quên không sao, ăn thôi mình niêm nhí. Đúng vậy. Con có bỏ món ruốc nè. Con có bỏ xả, bỏ gừng. Đúng. Con ở đâu con làm mà con thôi nói chi để mai coi YouTube biết đi. Mà coi hả? Chứ giờ coi giờ nghe không được. Không kể. Okay. Coi mới biết. Coi mới biết. Giờ chỉ mơ chắc ăn cái tô này nó có cái chắc có cái gì trong đó. Chết chưa? Ừ. Mà chú mày bận quá, cô mày đi rộng. Mấy chú đâu có làm chứ làm gì bạn đó. Giờ trả lời đi, nghĩa là cái tô này nó có cái gì khác. Đồ đó rồi mắm. Nó có gừng cái này kia. Gừng mắm, đúng rồi. Rồi gì nữa? Nếu mà ngon đủ rồi. Thì có mấy cái món basic rồi. Không, thường thường con thấy người ta ham nấu cái gì cũng bỏ đường phèn. Ừ. À, thuốc nấu. Nốt lại đường gì nữa? Nốt rồi nó làm từ cái thông nốt. Bằng cái palm tree á. Cái thông nốt. No, cái sinh này cái gì rock candy gì đó. Đó là đường phèn. Can sugar. Ờ, yeah, okay, gọi là đường phèn á. Đường phèn. Cái này là đường phèn. No, that's different. Dạ, mía, đường mía. Là đường phèn á. Cái đường phèn nó là không là đường mía. Còn cái thốt nốt là cái đường của cái chú không biết thốt nốt, chú không biết đường phèn hả? Cái đường mà như cục đá bằng cái đai đường phèn. Đường phèn. Đường phèn. Đường phèn. Giống như cái cục đai mình cô hồi chiều cô để cho mấy cây cho con á, cái cục vậy đó. Cục sức dạo. Cô này mua đường phèn để ngọt cho kìa không? Rock sugar. Yes. Dạ. Đường mình mua rock sugar. Rock sugar. Cái đây con điểm sắm mà uống trà có cái cục đó có đường phèn. Đúng rồi, đường phèn. Vì này em mua một hộp. Uống trà quế. Bỏ vô nữa. À, ok. Đúng vậy nó ngọt. Cái này khó đóng à. Đóng gì? Tiên đáng hôn ra nữa chứ người thường. Tiên đáng hôn ra nữa. Không khó đóng á. Con thấy là mấy người Việt mà nấu đồ ăn hay nấu nước lèo bỏ con mình học anh. Mình experiment. Rồi. Không, mỗi người có một cách nấu, có nhiều người chẳng hạn như họ nấu một cái nồi bún hay nồi phở hay nồi hủ tiếu gì á. Họ nấu bằng hành. Hành nguyên hành tây rồi có chặn em để nguyên củ rồi nấu chứ họ không có cắt ra trộn nước à trộn nước người xài củ cải nấu cho nó ngọt nước em bỏ hành tím nhưng mà cô nói thiệt nghe không phải là cô Bình Quang nha Bình Nai ờ Bình Quang nhưng mà Quang nấu ăn cô thấy là nó y chang như người Việt Nam à. Đương nhiên rồi đó người Việt Nam bên Việt Nam bên ồ nói thì nói vậy mà nói được tự như anh này em nói tại vậy là Việt Kiều nè ở đâu không có Việt Kiều Việt Kiều Việt Kiều Việt Kiều giống vợ quá đúng rồi nó là cái ai ấy rồi không là vậy nè chẳng phải sáng không nấu cái nấu hồi tối cái nồi nước đều nấu hôm qua rồi nhưng mà em bầm tỏi bầm củ hành tím rồi xả em bỏ ớt anh long cho đổ sa tế vô em làm một cái nồi nhỏ kế bên nhưng mà sáng em niêm nếm em cho nó cái nồi nước lèo em nó hấp dẫn đi rồi xong sáng thức dậy cái em mới bỏ hành tím rồi cái nồi mà xả tế vô cái em bỏ đường phèn rồi bỏ cà no bỏ lên mà sao nó có cái em hỏi chồng em dùm có thể rồi nó muốn một quế mình có mình rồi nó móc vô được không ai cấp còn lấy cái thủ nó móc nó chế vô chế xong còn nó
phải có nước mắm vừa đúng không? Đó, nữa rồi, giờ nó tới nước mắm nữa rồi, thấy chưa? Rồi sau đó còn bỏ thêm 2-4 món ruốc vô nữa. Ra cái mùi, bốn mùi ấy. Nhưng mà cái cảm nó... Cảm ơn anh nha. Chồng cũng kêu bỏ nước mắm, chế nguyên chai vô luôn. Nguyên chai? Không có chế luôn. Cũng là mình nước trời là chết rồi. Nước trời đó là dưới trong mộng nước thế mẹ rồi. Nhưng mà cũng đo lường chú hiểu không? Ờ, đúng vậy. Có nước mắm sao phải. Ồ đúng hả? Có nước mắm nó ra cái mùi. Mấy người đi ăn nhậu nhiều á là thường thường đi ăn nhậu quán hàng họ nêm gia vị rất là đậm đà. Cái món ăn cơm họ nêm không có đậm đà. Nhưng mà cái món nhậu bắt buộc họ phải nêm đậm đà khi họ nhậu uống bia rượu ăn. Nó khác cái món ăn cơm. Cái dân đi nhậu nhiều những quán tiền họ ăn gia vị họ quen rồi thì họ dạ. Nấu họ nấu ngon nhưng mà theo cô coi trong YouTube á dạ. Thì là Lily với Quang á rất là chịu mua tất cả những đồ đạc đúng theo cái tiêu chuẩn để nấu dạ. Nhưng mà không biết lý do gì khi mà cô coi á thì Quang á cái món của nó nhìn bằng cặp mắt không á rồi cô thấy xuất sắc không anh khéo trình bày không anh đậm đà nó y như chất lượng như Việt Nam vậy đó. Còn Lily á hả thì rất là bài ra rất là tỉ mỉ nhưng mà hình như chất lượng của Lily nó có người Mỹ trong á phải chịu thôi mình không chịu không sao phải chịu phải okay. Chịu chứ không nhưng chẳng hạn như của con kho thịt con ra rồi nồi kho thịt giống anh Long không được nha con kha ra nồi kho cá con kho cá Việt Nam không ra được khỏi chồng con thôi khỏi Long không ra được cái nồi là con lên tiệm Lily lúc đó con kho cái cánh gà con sủi riêng cái xương cánh gà như gì đó xả ớt gì đó nhiều khi bữa đó mua không chị à, con nhớ không mà con thấy cái chất lượng của con ra nó chất lượng anh Lâm anh được cái kho cá chứ bacon rất là ngon nha anh kho mà sơ sơ rồi bacon yes vậy nào kho làm cho nó ngon nhờ bacon nhưng mà anh bữa Lâm kho là Lâm kho ít nước kho sơ sơ rất là ngon yes món gì mà mở vô ăn nó ngon anh cần biết có thịt mỡ vô là ngon đó con nấu cái gì không biết có thịt mỡ vào là ăn ngon thôi không có thịt mỡ tại vì khi mà đi nó nấu á y là như cô nó cứ lai lai cái gì mỹ vô giờ mình chào tạm biệt cả nhà ha ok con ok tạm biệt cả nhà em video đã dài thôi cho gia đình xin chào tạm biệt tại đây cô chú anh Lâm chị Linh chúc cả nhà có một buổi thanh có một ngày thanh skill để tạ ơn lễ tạ ơn vui vẻ trong gia đình một ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân một lần nữa để cảm ơn cả nhà nha rồi chúc cả nhà được vui vẻ hạnh phúc nhiều sức khỏe và tiếp tục giúp kênh của cái kênh của Lily đây còn có cái kênh con được nhiều người đặt đây còn sáng giờ qua đây không có phải để được. Tám trăm chín mươi ba ngàn non 93 người còn em cầm 893 cả 1.000 người đăng ký nha cảm ơn cả nhà đã subscribe nha em cầm 1.000 để livestream bán hàng nha cả nhà 893 như lên sắp tới 1.000 rồi 900 rồi 893 như 900 rồi dạ cả nhà về giúp đỡ cho cô chỉ biết cho cháu rồi để hẹn gặp nữa để có dịp để quay nữa nha cả nhà gia đình vui khỏe bình an trong xin chào và tạm biệt hẹn cả nhà lại next video nha xin chào và tạm biệt bye bye